Toyota Fortuner là mẫu SUV hạng trung rất phổ biến tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này lại không phải là lựa chọn yêu thích của các công ty chế tạo xe bọc thép chống đạn, trừ hãng Incas. Là công ty chuyên chế tạo xe bọc thép chống đạn quen thuộc đến từ Canada, Incas thường dùng những chiếc ô tô hạng sang như Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Lincoln Navigator L hay LX600. Do đó, việc Incas quyết định chế tạo phiên bản bọc thép chống đạn của Toyota Fortuner là điều khá bất ngờ. Có vẻ như Incas muốn mở rộng tập khách hàng của mình bằng xe bọc thép chống đạn giá mềm hơn như chiếc Toyota Fortuner này. Có thể thấy, chiếc xe bọc thép chống đạn này được phát triển dựa trên Toyota Fortuner phiên bản mới. Theo Incas, Chiếc Toyota Fortuner này được trang bị lớp bọc thép chống đạn BG6, mang đến khả năng bảo vệ tốt cho cả người lái lẫn hành khách bên trong xe. Trong trường hợp khẩn cấp, Chiếc SUV hạng trung này có thể chống được những cuộc tấn công bằng súng trường 7.62mm và lựu đạn cầm tay. Nói cách khác, chiếc Toyota Fortuner bọc thép chống đạn này chẳng khác nào một lô cốt di động. Không chỉ thân xe được bọc thép, mà cửa sổ của chiếc Toyota Fortuner cũng đi kèm kính chống đạn chất lượng cao. Inca khẳng định những khu vực quan trọng trong cấu trúc xe như hệ thống điện, ắc quy, bình xăng, bản lề cửa hay hệ thống treo đều được gia cố để giảm nguy cơ bị hỏng hóc đó là chưa kể đến bộ lốp gương flat tiêu chuẩn dành cho chiếc Toyota Fortuner, bọc thép chống đạn này. Nếu chi thêm tiền, khách hàng mua chiếc Toyota Fortuner, bọc thép chống đạn có thể bổ sung một số trang bị tùy chọn khác như đèn xoay, còi hụ, hệ thống liên lạc bên trong xe hoặc qua radio, hệ thống dập lửa tự động, hệ thống phanh tốt hơn và lốp off-road để chạy trên địa hình xấu. Hãng còn chuẩn bị những trang bị tùy chọn khác dành cho chiếc Toyota Fortuner bọc thép chống đạn. Nằm bên dưới nắp capo của chiếc Toyota Fortuner bọc thép chống đạn này không phải là động cơ xăng và diesel quen thuộc của xe đang bán tại Việt Nam. Thay vào đó, chiếc xe này được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 4 lít mạnh mẽ hơn. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 235 mã lực tại tua máy 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 376 Nm tại tua máy 3.800 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hiện chưa rõ giá bán cụ thể của chiếc Toyota Ford Tuner bọc thép chống đạn này. Tuy nhiên, so với những sản phẩm khác của công ty Incas thì chiếc Toyota Ford Tuner này chắc chắn sẽ hợp túi tiền hơn. Ngoài ra, chiếc xe còn có một điểm cộng lớn là dễ hòa vào đám đông và không gây nhiều sự chú ý, vì sở hữu thiết kế ngoại thất không khác gì Toyota Ford Tuner thông thường. Xe cộ